Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp trực tuyến lần thứ 3 sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái. Với chủ đề chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Năm 2022 tập trung vào các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy quảng bá toàn dân sử dụng sản phẩm dịch vụ số Việt Nam, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, giúp người dân được thụ hưởng kết quả chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ quyết định ngày 10 tháng 10 là ngày chuyển đổi số quốc gia. 7 trên 63 địa phương đã lựa chọn ngày chuyển đổi số địa phương. Qua 6 tháng thực hiện, đến nay đã có 3 mục tiêu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, đó là tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán. Đối với chính phủ số, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng nhà nước đã kết nối đến 100% huyện, hơn 97% xã trên toàn quốc. Tỷ lệ dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 là 97,3%. Đối với kinh tế số, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP là 10,41%. Tỷ trọng này năm 2021 là 9,6%. 23 trên 63 địa phương đã ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế. 28 trên 63 địa phương đã ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 99%. Đối với xã hội số, hoạt động của người dân trên môi trường số trong 6 tháng đầu năm đã ghi nhận sự tăng trưởng cả về số lượng người sử dụng và thời lượng sử dụng, đặc biệt ở các nền tảng số do Việt Nam sở hữu và phát triển. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận tham gia ý kiến về những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm trong công tác chuyển đổi số, những khó khăn vướng mắc cần giải quyết để thực hiện hiệu quả giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của cả năm 2022, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của các địa phương trong công tác chuyển đổi số. Thông tin chi tiết về hội nghị chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Yên Bái được Trung ương phân bổ nguồn vốn 1.369 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2022, tổng số vốn được đầu tư là trên 422 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Yên Bái sẽ giải ngân thực hiện các dự án trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế của các địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh so với bình quân chung của cả nước. Quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, liên vùng kết nối với các vùng phát triển toàn diện, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020. 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo trong các dân tộc thiểu số, tỷ lệ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm 1,5 lần so với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh. Ít nhất 30 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. 100% đường đến trung tâm các xã ô tô đi lại được 4 mùa. Tất cả số hộ đang cư trú tại các vùng xung yếu có nguy cơ rủi ro cao do tác động của biến đổi khí hậu đến nơi an toàn. Riêng năm 2022, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm khoảng 5-6%. Tỷ lệ hộ nghèo trong các dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn hàng năm giảm bằng 1,5 lần so với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh. Hiện nay, tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh Yên Bái đạt trên 26,4 tỷ đồng. Đến thời điểm này, quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã giải ngân 11 dự án với số tiền gần 5,2 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện tiếp tục duy trì cho vay 111 dự án với 373 hộ vay, số tiền trên 9 tỷ đồng. Nhiều dự án triển khai có hiệu quả như chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, nuôi cá lồng trên hồ Tắc Bà tại xã Hán Đà, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, nuôi cá bỗng thương phẩm tại xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, nuôi cá chấm tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Từ nguồn vốn này đã giúp hàng trăm hộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Trên 57.300 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022. Cũng trong năm 2022, Hội Nông dân tỉnh phấn đấu xây dựng 45 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp gắn với hợp tác xã hoặc tổ hợp tác. Trong đó có 18 mô hình được xây dựng từ các mô hình vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân.
Hiện nay các cấp công đoàn trong tỉnh đang duy trì hiệu quả nguồn vốn quỹ xã hội công đoàn với 203 nữ đoàn viên công nhân viên chức người lao động được vay vốn để phát triển kinh tế. Những năm qua, công đoàn các cấp đã duy trì hoạt động cho nữ công nhân viên chức lao động nghèo khó khăn có nhu cầu được vay vốn từ quỹ xã hội công đoàn. Tỉnh Yên Bái phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay 203 nữ đoàn viên công nhân viên chức lao động đang được vay vốn với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân cho 79 nữ công nhân viên chức lao động vay vốn với số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Đầu tư và chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ và dịch vụ nhỏ, giúp nữ công nhân viên chức lao động có thêm thu nhập từ 700.000 đến 1.200.000 đồng một hộ một tháng. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn, chú trọng thực hiện quản lý tốt nguồn vốn quỹ, cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện vốn quỹ, góp phần xóa đói giảm nghèo. Trên địa bàn thành phố Yên Bái, loại hình y tế ngoài công lập hiện phát triển tương đối mạnh với 93 cơ sở, trong đó có một bệnh viện đa khoa tư nhân với quy mô 150 giường bệnh, 4 phòng khám đa khoa và 88 phòng khám chuyên khoa tư nhân. Theo đánh giá sơ bộ, số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập chiếm khoảng 20% tổng số lượng người khám bệnh trên địa bàn thành phố. Nhờ hệ thống cơ sở y tế tư nhân phát triển mà người dân có nhiều lựa chọn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế công lập. Đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở y tế công lập và tư nhân trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Thời gian tới, ngành y tế tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn các cơ sở y tế tư nhân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng triển khai phần mềm tin học quản lý hành nghề y tư nhân do Bộ Y tế ban hành, tạo nhiều cơ chế chính sách tiếp tục đẩy mạnh cho y tế tư nhân phát triển đi cùng với chất lượng dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy cây măng mai phù hợp với đồng đất địa phương, dễ trồng, hiệu quả kinh tế cao, nên những năm gần đây, nông dân xã Lâm Thượng đã tập trung chăm sóc và mở rộng diện tích măng mai. Nguồn thu nhập từ loại cây trồng này đã giúp bà con nơi đây thoát nghèo và từng bước làm giàu. Những ngày này, gia đình ông Hoàng Văn Mười ở thôn Khéo Lạng, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đang tập trung nhân lực để thu hoạch măng mai. Trên diện tích 7 hectare, hàng năm, ông Mười bắt đầu lấy măng từ tháng 5 cho đến hết tháng 8. Một phần bán măng tươi cho thương lái, phần còn lại sẽ chế biến thành măng khô để cung ứng cho thị trường. Qua hạch toán, mỗi một vụ măng gia đình ông thu về từ 70 đến 80 triệu đồng. Nói chung là qua các năm thì làm cái măng mai này nó tuy nó vất vả một tí nhưng mà nói chung là mình làm được khô đấy. Thì mỗi một yến tươi thì nó được 7 cân khô. 7 cân khô thì nói chung là thu nhập cứ năm nào cũng bình là giá nó vào khoảng 10, 12, 11, 12 thế này. Thời gian này bà con nông dân thôn Khéo Lạnh đang hối hả vào vụ thu hoạch măng mai. Hộ ít có khoảng 1 hectare, hộ nhiều lên tới gần chục hectare. Giá măng tươi năm nay cơ bản ổn định, dao động từ 4.000 đến 4.500 đồng 1 kg. Nên người dân trong thôn có thu nhập khá. Em cũng làm măng mai này cũng 6-7 năm. Là mỗi vụ cũng được, mỗi riêng của nhà thì cũng hơn chục, còn mua ở ngoài thêm nữa. Cũng thu nhập bình quân mỗi vụ măng ấy là 25 đến 30 triệu à. So với các cây trồng thì cây măng mai là ổn định nhất. Cứ thường thường mỗi vụ là nhà em cũng cứ làm bình quân như vậy ấy. Như năm nay đấy, bây giờ là bắt đầu vào đầu mùa là tôi thấy phấn khởi là đã có thợ rồi, đã có thợ vào để mà đi thu mua cho bà con rồi. Thế thì thời điểm này là bây giờ là hôm qua tôi được biết là giá cả đến 11, 12 rồi. Thế thì khẳng định một điều rằng là cái nguồn thu của bà con trong thôn Khéo Lẹng tôi là năm nay là phải nói là cái nguồn thu rất là cao. Cho nên là từ cái đó thì chúng tôi sẽ triển khai là để mà nâng cái cây trồng, tức là về tập trung vào cây măng mai để phát triển về sau này. Toàn xã Lâm Thượng hiện có trên 350 hectare măng mai, diện tích đang cho thu hoạch khoảng 300 hectare. Cây mai được trồng trong khoảng từ năm thứ ba là bắt đầu có măng. Theo tính toán, nhiên vụ năm nay, sản lượng măng tươi của xã Lâm Thượng khoảng 2.520 tấn với giá trung bình từ 4 đến 5.000 đồng 1 kg. Toàn xã sẽ thu về trên 12 tỷ đồng. Thì nhà tôi có thu mua được 3-4 năm nay rồi. Thì mỗi năm thì nhà tôi có thể thu mua gần 200 tấn măng mai.
thì măng mai thì nó có đặc sản riêng, đặc trưng riêng là bởi vì măng mai ở Lâm Thượng ấy thì đất nó tốt, thì ăn măng nó không hé, ăn măng nó không hé, xong rồi măng nó non, vỏ măng nó xanh hơn, nó ngon hơn các nơi khác. Hiện nay là đang chính vụ thu hoạch của bà con trên địa bàn xã. Về cái hình thức của bà con là thứ nhất là bà con bán củ tươi cho các công ty hoặc các siêu thị. Cái thứ hai là bà con đã sơ chế măng khô, tức là tại nhà. Đây có lẽ là một cái cây chủ lực để cho bà con phát triển xóa đói giảm nghèo và giữ cái thương hiệu sản phẩm ô cốp của tại địa phương và sẽ phát triển ra các địa phương khác. Từ nhiều năm nay, cây măng mai là cây trồng chủ lực giúp bà con nông dân xã Lâm Thượng vươn lên thoát nghèo và từng bước làm giàu. Theo nghị quyết của Đảng bộ xã, thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng diện tích, đồng thời tạo mối liên kết với các doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, giúp nông dân tăng thu nhập, chung sức cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi trong thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn để bàn giao đưa vào sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Được khởi công xây dựng đầu tháng 6 năm nay, công trình nhà lớp học của trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu có giá trị đầu tư trên 6,5 tỷ đồng, gồm một khối nhà 3 tầng có diện tích sàn hơn 950 m2, thiết kế xây dựng khung bê tông cốt thép kết hợp tường chịu lực. Sau một thời gian thi công tích cực, đến nay ước đã đạt khoảng 60% khối lượng công việc. Hiện tại, nhà thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng tuyến Bắc đang tập trung vào thi công phần mái, với quyết tâm cuối tháng 10 sẽ hoàn thành bàn giao để đưa vào phục vụ năm học mới. Từ khi có kết quả trúng thầu, thì đơn vị cũng xác định đây là công trình trọng điểm của huyện. Đây là cũng để phục vụ cái học tập của các cháu, thì công ty cũng có xác định là đẩy nhanh tiến độ bằng cách tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, đẩy nhanh tiến độ công trình, làm sao cho kết quả nó tốt nhất. Thứ hai là công ty cũng có xác định là về cái tiến độ ấy, là đến tầm tháng 9 là bọn em đã đưa vào bàn giao để cho các cháu vào học tập. Thì hiện tại là bây giờ đã đẩy được hơn 50% tiến độ rồi. Năm 2022, huyện Trạm Tấu được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng 27 công trình dự án với tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng. Trong đó có 15 công trình chuyển tiếp từ năm 2021 và khởi công mới 12 công trình. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã thi công hoàn thành và bàn giao được 7 công trình chuyển tiếp, khởi công mới gần 10 công trình, thực hiện giải ngân trên 52 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch vốn được giao năm nay. Các công trình khởi công mới được xây dựng đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần tích cực thúc đẩy nền kinh tế xã hội của huyện phát triển. Hàng tuần, hàng tháng, ban có những cái họp giao ban để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong từng công trình. Cái thứ hai là về cái tiến độ chất lượng từng công trình thì ban cũng luôn sát sao, phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát độc lập và đơn nhà thầu thi công là tập trung máy móc thiết bị nhân lực đẩy nhanh tiến độ từng công trình để đảm bảo làm sao đảm bảo cái kế hoạch giải ngân chung của tỉnh và của huyện. Thì đến thời điểm này và các đồng chí là hết quý 2 thì ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tấu đã giải ngân đạt và vượt kế hoạch của tỉnh và của huyện đề ra. Trong cái thời gian sắp tới từ giờ đến cuối năm để đạt chung kế hoạch của tỉnh huyện thì ban sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Và thứ hai là nắm bắt toàn bộ tiến độ thi công của tất cả các công trình trên địa bàn huyện để có cái điều chỉnh kịp thời hợp lý. Làm sao là đến 30 tháng 12 hết quý 4 ban sẽ đạt được cái tiến độ chung của tỉnh của huyện. Cái quan trọng nhất là cái vấn đề về chất lượng công trình thì ban sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu và bạn kỹ thuật của ban thường xuyên kiểm tra tại hiện trường, nghiệm thu những phần che khuất trước khi chuyển giao đến các bước thi công tiếp theo. Tuy nhiên, trong đầu tư xây dựng cơ bản năm nay, huyện Trạm Tấu cũng gặp phải không ít khó khăn, đó là một số nguồn vốn giao còn chậm, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giá cả nguyên vật liệu liên tục tăng cao, năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế. Khắc phục khó khăn về mọi mặt, huyện Trạm Tấu đang tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực để nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình đã khởi công và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thủ tục để đấu thầu khởi công xây dựng những công trình còn lại, phấn đấu thực hiện giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1285 về việc điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023.
Theo đó, đối với giáo dục phổ thông điều chỉnh tăng 300 chỉ tiêu học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 so với kế hoạch đã giao. Việc điều chỉnh tăng chỉ tiêu học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đã nhận được sự quan tâm và đồng thuận của nhiều phụ huynh và học sinh. Ngay sau khi nắm được thông tin Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, hai mẹ con chị Phạm Lệ Hằng ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã đến trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ để làm thủ tục nhập học cho con khi biết con mình đủ điểm trúng tuyển vào trường. Hôm nay cháu đến nộp hồ sơ, năm nay thì các bạn thi rất là đông và điểm của cháu cũng tương đối là cao, nhưng mà đối với năm nay thì còn thấp so với các bạn. Nguyễn Huệ hạ điểm thì cháu có cơ hội được vào học một môi trường rất là tốt như thế này, cháu cảm thấy rất là vui. Tôi rất vui khi vào đây nộp hồ sơ cho con. Thì con tôi thì cũng được 36,4 và cháu cũng mong ước là được về ngôi trường Nguyễn Huệ để học. Và tôi cũng mong muốn rằng khi con bước chân vào ngôi trường này sẽ nhà trường tạo điều kiện cho cháu và con cũng cố gắng học tập. Con chị Nguyễn Thị Tâm ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái có con trai thi vào lớp 10 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đạt 35,7 điểm. Được nhà trường thông báo con chị trúng tuyển vào lớp 10 sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu, nhà trường đã hạ điểm chuẩn xuống 35,5 điểm. Thực ra là tôi cũng rất là mừng vì được tỉnh ủy ban thêm chỉ tiêu cho các cháu, cho các con được vào học một môi trường, một học tập mà các con mong muốn. Và đấy là cũng mong muốn của gia đình và cũng như các cháu. Vâng, thì hôm nay thì tôi đi vào đây nộp hồ sơ cho con. Vâng, không biết nói gì hơn là rất là mừng ạ. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ được giao chỉ tiêu tuyển 400 học sinh vào lớp 10. Tuy nhiên do năm nay số lượng dự thi đông hơn so với mọi năm, vì vậy, theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã bổ sung thêm 45 học sinh vào lớp 10. Ngay sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo của Sở Giáo dục Đào tạo, nhà trường đã rà soát thông báo cho các phụ huynh và học sinh đủ điểm đến làm các thủ tục nhập học. Thì nhà trường đã thông báo công khai kế hoạch cũng như là các cái số lượng được tuyển bổ sung của nhà trường đến toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh trong nhà trường. Và điểm chuẩn của nhà trường sau khi điều chỉnh bổ sung là 35,5 điểm. Và hiện tại thì nhà trường cũng đã và đang tiến hành thu hồ sơ của các em học sinh, và công việc thu hồ sơ của nhà trường thì cũng được tiến hành rất là nhanh gọn. Còn tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, năm học 2022-2023 được giao chỉ tiêu tuyển 360 học sinh ở lớp 10, 8 lớp với điểm chuẩn là 30,1 điểm. Theo quyết định điều chỉnh, nhà trường được bổ sung thêm 16 học sinh vào lớp 10 với điểm chuẩn hạ xuống 28,6 điểm. Nhà trường đã tổ chức thông tin tới học sinh đủ điểm để làm thủ tục nhập học, đảm bảo kịp thời đúng quy chế. Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì nhà trường đã tiến hành rà soát, tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và học sinh, thông báo đến các trường hợp học sinh đủ điều kiện để xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 để các em học sinh chủ động rút hồ sơ và nộp hồ sơ vào nhà trường, đảm bảo cái thời gian năm học và cũng để đảm bảo cái quyền lợi của học sinh đăng ký xét tuyển. Việc điều chỉnh bổ sung thêm 300 chỉ tiêu học sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 đã nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh. Theo đó, thành phố Yên Bái bổ sung thêm 79 chỉ tiêu, thị xã Nghĩa Lộ 40 chỉ tiêu, huyện Văn Yên 73 chỉ tiêu, huyện Văn Chấn 36 chỉ tiêu, huyện Yên Bình 36 chỉ tiêu. Ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã thông báo tới các đơn vị trường được bổ sung thêm chỉ tiêu, đồng thời yêu cầu các đơn vị trường phổ biến tới giáo viên, phụ huynh và học sinh thực hiện tuyển sinh đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy chế để bảo vệ quyền lợi cho các em học sinh. Truyền hình số mặt đất miễn phí với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem đến lợi ích cho người xem. Với mục đích cuối cùng là đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất.